Nam mô A Di Đà -phật. Phật. Xin tiếp tục bàn về tâm hạnh của người niệm Phật chúng ta. Xin mở trang 185. Câu Thượng mạng là cửa ngõ dễ nhất khiến cho người tu hành bị vướng lưới ma. Đúng không chư vị? Đây là lời căn dặn của chư Tổ Sư. Tất cả các vị cao tăng trong chánh tu hành luôn luôn quyên nhắc chuyện này. Khi sự thượng mạng nó dễ sinh ra vọng tưởng. Và vì thượng mạng tức là những người tự cho mình là thượng căn thượng trí, là đã khai tâm mở trí, vô tình họ đã để một cái cửa ngõ rất là nguy hiểm làm cho chư vị oán thân trái chủ nương vào đó mà hãm hại mình xin thưa tập với chư vị là những người mà phát tâm tu hành nhất là những người niệm phật thường thường có chư vị tiên long hộ pháp bảo vệ cho nhất là những cái đạo tràng niệm phật trong kinh phật có nói những chương này tức là các vị thần, các vị thiên long hộ pháp người ta phát cái tâm ra đi hộ pháp cho những người tu hành. Nhưng mà có một điểm là nếu mà người tu hành đó tự nghĩ rằng là mình không cần đến họ, nghĩa là mình đã có sự chứng đắc cao cơ rồi thì thường cái tâm hành này không có hợp. Cho nên các ngài không còn bảo vệ cho mình nữa. Cho nên vi phạm cái gì thì có thể các ngài còn tha thứ. Vi phạm cái tâm thượng mạng thường thường các ngài không tha thứ. Chứ vì đấy coi. Cũng giống như khi chúng ta đi hộ niệm. Một người mà họ cung kính, thành khẩn Mình nói họ nghe. Quy luật họ cố gắng gìn giữ. Thì mình cũng hết lòng hết dạ. Đến hộ niệm. Hướng dẫn cho người ta ngược lại một người mình tới hộ niệm mà người ta không chịu nghe người ta tự cho rằng là họ đã dối rồi thì nói chung là cái tinh thần của mình không ai mà hoan hỉ để hộ niệm cho người đó đó là sự thật và mình biết chắc chắn rằng là dỗ cho mình có hộ niệm cho họ thì những lời nói của mình người ta không nghe mà thường thường người ta không nghe thành ra là người ta phạm phải những cái sai lầm những cái vướng mắc mà mình gửi không được thành ra là chư tổ tường hay nói cái câu là một phần cung kính một phần lợi ích hai phần cung kính hai phần lợi ích mười phần cung kính mười phần lợi ích chứ vì cứ để ý coi mình đến một vị thầy mà mình cung kính họ thì tự nhiên cái người thầy đó thích dạy dỗ mình thích hướng dẫn mình và ngài nói cái lời nào mình cũng ghi vào trong tâm gọi là ghi tâm tạc giả thì tự nhiên mình gặp vị thầy đó có cái sự lợi lạc vô cùng còn mình đến một vị thầy mà mình trước khi đến mình đã đánh giá à thầy này là như thế này thầy kia là như thế kia mình đến à cái thầy này là Giới chỗ này dỡ chỗ kia thì xin thưa chứ vị tốt nhất là đừng nên gặp hay hơn chứ mình gặp cũng không ít lợi gì chính vì thế ví dụ như ở đây mình thấy họ tượng tình không chẳng hạn có những nơi khi mà người ta nghe pháp của ngài người ta phải quỳ xuống người ta nghe người ta quỳ xuống người ta chấp tay ra ta nghe suốt cả tiếng hồ vì cái lòng cung kính như vậy mà những lời nói của ngài nó ăn sâu vào tâm khám của người nghe thành ra họ được lợi lạc có những người không những không quỳ mà ngồi cũng không ngồi mà đứng đứng cũng trang nghiêm nữa là chứng tỏ những người này người không có cái tâm cung kính không có tâm cung kính thôi chịu thua ngay vấn đề hộ niệm cũng vậy khi một người mà thành khẩn lắng nghe thì cũng là những cái lời nói này, cũng là những quy tắc như này. Nhưng mà người đó áp dụng rất là chính xác và tưởng tượng cái bao niệm đó thành công liên tục. Thành công dữ lắm. Cũng là cái pháp hội niệm này, nhưng mà có một người thì cho rằng là nó đơn giản, dễ dàng, nó thấp thốn quá. Cho rằng đó chỉ là sự phụ trợ chút chút khi mà người sắp chết thôi chứ làm gì có đạo lý cao siêu trong này có một cái tâm gọi là cái tâm thượng mạng như vậy giấu cho chư vị đi hộ niệm dù có hai chục năm ba chục năm nữa thành quả vẫn không tốt mà nhiều khi cái thành quả mà mình đi hộ niệm người ta mang trong cái tâm trạng thượng mạng như vậy chưa chắc gì đó là người ta vẫn sạch nhiều lắm này chỉ trở về con đường nành thôi cho nên có những người ở thật xa mà người ta quyết lòng nghiên cứu cái hộ niệm Tự nhiên người ta làm lợi không biết bao nhiêu cho chúng sanh Cũng có những người ở gần nhưng mà người ta không chịu nghe Nhiều khi từ gia đình ra đi cũng không hướng gì Mà sau cùng chính họ ra đi cũng chưa chắc hướng được gì Từ cái pháp hội niệm này Đó là do cái tinh thần của là thiếu cung kính Thiếu thành kính <laughs> Cứ như, như mấy năm trước không lần đi về Việt Nam tới một cái cái đạo tràng ở ngoài Đà Nẵng. Chỉ vị sư bà đã dẫn mình lên đứng trên lan can nhìn xuống. Thì sư vị sư bà đã chỉ chỉ cái nhà cái nhà sát bên cái, cái chùa. Giữa cái nhà và cái chùa nó có một cái, cái cái, cái cửa ngõ là cửa ngõ đó là bằng gác một cái cây cái, cây gác ngang là mấy cổng rất thấp cửa đâu phải bấy tóc bước qua được. Nhưng <laughs> mà sư bà nói đấy, đấy cái nhà này là nhà Phật tử đấy. Mà suốt năm suốt tháng không bao giờ có một người nào cái nhà đó bước qua của cái, cái cây đó mà vô trong sân chùa. <laughs> ngài nói không bao giờ thấy. Trong khi ở các nơi như vậy mỗi ngày lễ cái đồ ta rủ nhau tới đông đông tới đông mà ngay cái nhà Phật tử ở sát bên cạnh Ngài bước qua là, là vô chùa liền mà chưa bao giờ sư bà đó nói chưa bao giờ tôi thấy cái vị đó mà bước qua khỏi cổng. <laughs> Cho nên từng ra mình đã đừng nghĩ rằng những người ở sát bên chùa mà lại tu được mắc cười lắm cho nên trong cái, cái pháp phong thủy đó, người ta nói đừng có cất nhà đó trước sân chùa những người mà ở trước sân chùa như vậy họ đi ngang cứ họ nhìn vô trong bao giờ bước vô trong sân chùa cả mà nên cất là cất sâu sân chùa tức là cất phía sau cái chùa cũng không nên mà tìm cái nhà ở bên cạnh chùa tại vì bên cạnh chùa cái nhà đó cũng ít có cái duyên mà, mà vô trong cái chùa đó mà tu vì sư bảo đó đấy 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 cái cô đó cô đó không bao giờ bước qua cô ấy cổng nó cười lắm chứ vậy đó là cái phong thủy người ta nói như vậy cho nên xin thưa với chư vị là khi mà lòng cung kính nó ứng hiện ra thì nó có lợi lạc dữ lắm thành ra là giống như là gần chùa tôi kia phật bằng anh là như vậy ngày nào cũng đi ngang nhìn nó phật thì tác phật cũng có khác gì đâu ông anh <laughs> là như vậy đấy cái tâm thượng mạng tưởng tượng nó sinh ra thành ra không có lòng cung kính vì không có lòng cung kính cho nên hướng không được phước máu hướng không được cái lời lạc từ một cái pháp vô cùng là vi diệu mà đó gọi là ma chướng cái ma chướng nó làm cho cái tâm mình bị thối chuyên mình không tin và sau cùng thường thường là bị trở ngại một câu nữa thấy mình còn là phạm phu sợ đoạn địa ngục lo niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí. Đúng không chư vị? Đúng vậy. Dạ. Đây cũng là lời của chư tổ dạy. Nhất là Ngài ân quan, Ngài nói rất là rõ vấn đề này. Ấn Tổ là người trong thời cuối thế kỷ 19, nửa bán thế kỷ 20. Ngài có Giọng nói sơn, sơn tây Rất khó nghe. Vì khó nghe như vậy cho nên suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không trước kinh giảng đạo. Chứ vì nhớ là ở bên Trung Quốc có hàng rất nhiều cái ngôn ngữ. Tự tính này đi qua tính khác. Nói chuyện nào không nghe. Phải học cái tiếng gọi là tiếng quan thoại. Mới có thể đi đây đi đó được. Mà Ngài là cái tiếng sơn, sơn tây đó. Mà lại ở trong cái vùng quê nữa. Thành ra cái giọng nói của Ngài Thom rất là nặng. Chính vì thế mà cuộc đời của Ngài không có tham dự một cái pháp hội hay là một cái cái lễ đàn nào để cho Ngài lên giảng. Chỉ sau cùng Ngài có lập ra một cái, cái hội gọi là hộ quốc tức tai 10 ngày. ngày giảng vậy thôi. Còn hầu hết là Ngài viết thư. Lời khai thị của Ngài là bằng hình tức là viết thư. Ngài luôn luôn viết thư trả lời các vị Phật tử, các vị độc tu, các vị tăng ở các nơi hội đạo Ngài viết thư. Mà nhờ cái viết đó nó mới lưu lại nhiều. Chứ còn nếu mà Ngài giảng chưa chắc đã lưu lại nhiều. Tại lúc đó làm sao mà có thể thô âm được. Đấy có phải là tự nhiên chăng? Không biết. Chính nhờ cái lá thư tịnh độ của Ngài. Mà người ta gom lại rất nhiều. Còn lưu lại rất nhiều. Và Ngài giảng rất rõ về cái chuyện này. Là luôn luôn Ngài giảng chúng ta là phải giữ cái phận phàm phu. Để tu hành thì mới an toàn trong cái thời mạt pháp này khi mà mình cho mình là phàm phu thì mình tự nghĩ rằng là cái nghiệp chướng của mình nó nặng nề vô cùng đến cái lúc mà xả bỏ báo thân rồi khó có người nào vượt ra khỏi cái vòng kìm tỏa của nghiệp trước hay là ma trước hay là phiền não trước tất cả những chướng nặng đó nó trói mình vào trong tâm ác não và khi mà hộ niệm rồi mình cũng mới phát hiện ra cái chuyện này. Là hầu hết những người bình thường như chúng ta khi ra đi đều lưu là cái thân tướng vô cùng là sợ hãi. Gọi là ác tướng hiển hiện. Đây là một cái triệu chứng để báo cho cái tương lai của người đó bị thọ ách nặng trong tam ác đạo nhiều lắm mà mình không hay. Hồi giờ mình không biết chuyện này. Cứ nghĩ rằng người nào ra đi cũng bị như vậy khi mà mình biết khẩu niệm rồi mình phát hiện ra là đúng. Nhưng thân năng đắc. Tức là khi xả bỏ báo thân này lấy lại thân người không được. Mà lấy lại thân người không được thì cánh giới người là cánh giới mà nó sát bờ mé với tam ác đạo. Trên nữa là Atula là các cái vị mà uh, quý thần, thần linh. Lên một cái trên nữa là các cánh thiên. Dưới người một chút là rơi vào hàng súc sắc. Sau đó là ngạ quỷ, địa ngục như vậy rõ ràng đã làm người rồi mà ra đi không lấy lại thân người thì bắt buộc là phải xuống tam ác đạo mà thấy biết bao nhiêu người hàng vạn người triệu người vô số người khi chết đi đều lưu lại cái thân tướng vô cùng sâu nghĩ như vậy mà phải sợ gọi là sợ tam ác đạo sợ đọa địa ngục mà phải lo niệm phật cầu vãng sanh do cái sợ đó mà chúng ta mới tập cái tính gọi là kiên nhẫn tu trị khiêm cung tự ái đừng nên sởi mà nghĩ ngợi cái việc ngoài cái căn nó vượt qua cái căn cơ của mình đưa đến cái chỗ vọng tưởng làm cho bản thần trái chủ để dễ dàng đột nhập vô tạo cho mình những cái cơ cảnh giống như là chứng đắc này chứng đắc nọ và hãm hại mình một cách thể lương đến cái lúc mà lâm chung rồi thì thôi chịu thua không còn ai có thể kiềm chế nữa ngày ăn quang đó ngày ngày cứ lo nghĩ nào chứng đắc này chứng đắc nọ đến cái lúc mà phóng tân đế chủ mà người ta nhập vào sâu quá rồi thì mười phương chư vật xuống đây cứu cũng được tại vì đó là cái nhân quả của chính mình chứ vì nên nhớ là tại vì nhân quả của chính mình tất cả đều là có nhân quả hết thì mình phải lấy cái đạo lý nhân quả này mà mình cứu mình đấy cái nhân quả nào đây cái lòng thành lòng cung kính là cái nhân để cho những người khác thương mình là cái quả. Cái lòng mình cung kính đối với Pháp Phật thì được chư Long Thiên bảo vệ mình là cái quả. Cái lòng mà chí thành trí thiết niệm Phật là nhân, thanh tâm nguyện vãng thanh là duyên. Cái nhân nó gặp cái duyên này mà hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mà mình trở về Tây Phương thành quả. Còn nếu mình nghĩ rằng là mình là cao thượng rồi, căn cơ ngon rồi, mình không cần tới tới A-di-đà Phật không cần tới a di đà phật tức là cái nhân của mình là cái nhân đi về cái đường tự lực nào đó thì không thể nào mà hướng cái quả a di đà phật tiếp trợ được nên tất cả đều là do nhân quả của chính mình hiểu được như vậy thì vì vấn đề nhân quả này mà mình mới dùng cái lòng thành để mình cảm ứng chư vị thương tình rồi bảo vệ cho mình và chính cái lòng gọi là lòng khiêm cung của mình làm cho những vị đồng tu thương tình giúp đỡ che chở bảo vệ Rõ ràng đó là hướng cái gọi là cái quả báo hiện tiền của cái con đường tu của mình đấy. Còn mình tu mà không có cái tính kim nhường tức là mình tự cho mình là ngon thì cái đường tu mình có thể tạo phước nhưng mà không có cái duyên cho nên thành ra cái quả báo nó ở thuộc về gọi là hậu báo. Là cái đường tu này mình phải hàng chục đời sau có nhiều cái vô lượng kiếp sau mà hưởng quả báo được còn khi mà cái tâm thượng mạng này nó môi thêm những cái nhân chủng khác ứng hiện ra mình lấy cái nhân chủng khác đó mà mình hướng cái quả báo thì cái quả báo đó nó thuộc về của là theo nghiệp thọ nạn mong cho vị hiểu được như vậy mới nói là chúng ta cố gắng dùng cái lòng chân thành Chí thành Chí kính khiêm cung niệm phật để cầu phân sanh đừng tự cho mình là hàng thượng căn thượng trí để cho cái nhân duyên hợp với nhau mình lấy cái dạng khiêm cung tự ái hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà mình vãng sanh tây phương cực lạc trước chúng ta thành đạo rồi cứu độ chúng sanh sau A Di Đà Phật